Phương An xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho ngày mai 15 tháng 6 năm 2021. Trong ngày mai, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có hình thái thời tiết chính là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Nhiệt độ sẽ dao động từ 16 đến 34 độ C, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, nhiệt độ sẽ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm sẽ từ 87 đến 92%. Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện khu vực thành phố Đà Lạt đang có chỉ số cực đại, bức xạ tia cực tím, duy trì ở mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao đối với sức khỏe con người. Chính vì vậy, người dân cần chú ý, hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn khi ra ngoài, bôi kèm chống nắng, đeo kính râm và đội mũ là điều bắt buộc. Tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các địa phương Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Nhiệt độ sẽ từ 19 đến 29 độ C, độ ẩm từ 83 đến 88%. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng. Như chúng ta đang thấy đây là thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ sẽ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 87 đến 92%. Khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng bao gồm các địa phương như Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, đây là nền nhiệt độ cao nhất tỉnh Lâm Đồng, có thời điểm quá 34 độ C. Nhiệt độ sẽ dao động từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 83 đến 88%. Bà con và các bạn thân mến, phần lớn diện tích cà phê Lâm Đồng đang trong giai đoạn nuôi trái. Đây là giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng về sau. Hình thái thời tiết mưa nhiều chính là nguyên nhân gây ra nhiều loại sâu bệnh trên cây cà phê. Bởi vậy, bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư chăm sóc cây trồng và quản lý sâu bệnh hại trong vườn khoa học và hợp lý. Thông tin chi tiết về cách chăm sóc cà phê trong mùa mưa, mời bà con và các bạn cùng theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động sẽ phát sóng ngay sau đây. Phần dự báo thời tiết cho các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước sẽ tiếp nối chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.